Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bob Liên Quân đây. Ngày hôm qua, một trận chiến giữa đội tuyển mới nổi lên gần đây là Boss Gaming và một đội tuyển đáng gờm tại đấu trường danh vọng bấy lâu nay chính là Sài Gòn Phantom. Trong lượt trận này, những bóng ma Sài Thành đã thể hiện kỹ năng đỉnh cao của mình và kết thúc mỹ mãn bằng 3 ván thắng liên tiếp đầy thuyết phục. Hãy cùng Bob Liên Quân xem lại loạt trận lượt về của cặp đấu này để cùng xem lại chiến thắng này của những bóng ma Sài Thành nhé. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính, đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe cho kênh Bob Liên Quân để tiếp thêm động lực cho tụi mình nhé. Trong những diễn biến đầu tiên của ván đấu thứ nhất, không khí khá yên bình và mỗi bên lấy cho mình một mục tiêu lớn riêng. Dù sau đó có một vài tình huống ganh đường trao đổi chiêu thức nhẹ, nhưng không ai dấn quá sâu để phải nằm xuống. Tuy nhiên, phía Sài Gòn Phantom có chút nhỉnh hơn khi ở phút thứ 6, họ sở hữu được cả rồng lẫn tà thần. Một lúc sau, cả 4 thành viên Boss Gaming quyết định băng trụ đường rồng, nhưng Red với con bài Celica có một pha snowball đẹp mắt cùng với sự tiếp viện kịp thời của Zue của Fizz làm cho Tama góp mặt vào chiến công đầu. Sau pha băng trụ thất bại, Boss lui về farm tài nguyên lẫn mục tiêu lớn. Sài Gòn Phantom thì đổi lên và ăn tà thần cùng lúc. Đến thời điểm 8 phút 50 giây thì giao tranh nổ ra rất căng thẳng khi các thành viên của Bob núp tại bụi chữ L. Red đứng quá cao tạo thời cơ cho Kuga ăn tiêu tốc biến bắt top và đẩy về cho 4 thành viên còn lại của mình. Đồng đội phía Red ngay lập tức lao tới giải cứu, nhưng không những kế hoạch thất bại mà còn lỗ thêm cả bầng. Tiếp tục Bob được đá đẩy các cánh lên cao hơn, thành công lấy được trụ đầu hai bên cánh của những bóng ma Sài Thành. Sang phút thứ 10, Kuga cố gắng tạo nên một cú đột biến, nhưng đồng đội lại không tiếp viện kịp. Phía Sài Gòn Phantom lại vây quá đông khiến anh chàng này nằm xuống. Tuy nhiên, Gray nhân lúc hỗn loạn lại tranh thủ lấy kịp một trụ mid của đối phương. Có lẽ vì nôn nóng phục thù nên gần 2 phút sau, người trên này lại một lần nữa thể hiện kỹ năng. Nhưng lần này là một màn đột biến thành công khi anh chàng ủi được băng vào trụ và kết liễu. Tại phút thứ 12, 45 giây, team Bob tràn tới ép trụ hai đường dưới. Tama úp khoa bằng một cú địa giam khiến Red đứng bơ vơ tạo lỗ hổng cho đồng đội vô tới. Zero cố gắng bảo kê thay nhưng cũng bị nằm xuống theo. Kể từ đó, Sài Gòn Phantom bắt đầu vào một guồng đánh bài bản hơn. Các thành viên của Bob cũng chậm lại tìm thời cơ vàng. Đến giữa phút thứ 16, những bóng ma Sài Thành đã chuẩn bị một vị trí khá đẹp để nổ giao tranh và thành công lấy được mạng của NTGG cùng với Tama. Cuối cùng, Sài Gòn Phantom ăn được tà thần bóng tối trước sự rút lui nháo nhác của Boss. Sau khi lấy được hai trụ top dễ dàng nhờ tà thần, Sài Gòn Phantom tiến lên đầy khí thế để lấy đường siêu cấp. Trước một khí thế như vậy, nhưng Boss lại quyết định đánh tràn ra. Gray và Tama tính bắt vào vị trí của chủ lực, nhưng bên phía những bóng ma Sài Thành bao bọc chủ lực quá kỹ khiến hai anh chàng này chết ngược. Kuga cũng đi theo những người đồng đội và sau đó cố chấp tiếp cận Red đang yếu máu, nhưng còn kéo theo cả hai người chơi còn lại bên phía Bob. Một bàn quét sạch và Sài Gòn Phantom ghi được một điểm đầu tiên. Khác với ván đấu đầu tiên kéo dài hơn 19 phút, ván đấu thứ hai chỉ vỏn vẹn 10 phút. Khi mới bắt đầu, khung cảnh vẫn chỉ là những màn trao đổi chiếu thức nhẹ nhàng và đổi mục tiêu lớn, nhưng Sài Gòn Phantom nhỉnh hơn một chút khoảng 400 vàng. Tuy nhiên, sau khi ăn xong rồng thì những bóng ma Sài Thành tràn sang khu vực búa xanh nhằm quấy nhiễu Gray. Tuy phía bên Bóc vẫn giữ được bùa nhưng Kuga quá lạc lõng ở tuyến trên, không có đồng đội nào cũng giúp kịp thời nên đã mở chiến công đầu dành cho Red. Tiếp đà thành công, những bóng ma Sài Thành sang tiếp bùa đỏ và lần này Gray chủ động bỏ tài nguyên để bảo toàn mạng. Sang phút thi đấu thứ 3, Boss có màn băng trụ lưu lĩnh vào vị trí của Zero, NTGG tốc biến bão lá, còn Ray xông tới làm nốt. Các thành viên còn lại của Sài Gòn Phantom thừa cơ tụ họp lại, ra ép đường giữa. Tama ra phòng thủ đã suýt phải nằm lại nếu không có sự trợ giúp kịp thời của các đồng đội. Phía bên Boss không ai phải nằm xuống, nhưng trụ mid thì hao mất một nửa lượng máu. Ở diễn biến sau đó, Bóc ăn tà thần, Sài Gòn Phantom quay sang ăn rồng nhưng Da Im lại cố chấp can thiệp, cuối cùng bị khoa ghim điện giam và mất mạng bởi Bằng và Red. Sau pha hạ gục thành công xạ thủ bên bạn, những bóng ma Sài Thành ép rừng phía cánh dưới, Bóc cũng xoay sang ép cánh trên. Tuy vậy, dù Zero không phòng thủ thành công được trụ 1, nhưng bên phía Bóc lại để thiệt mất 2 trụ bot. Tiếp đó, Da Im lại ra đường giữa thì bị Khoa và Fit phối hợp úp sọt một cách bất ngờ. Họ nhanh tay lấy luôn được cả 2 trụ mid. Ở phút thứ 7 và 40 giây, thành viên của Bóc tìm thấy Red đang đứng tại vị trí hiểm. Họ định ra vây bắt thì Fit và Khoa xuất hiện kịp thời và đánh chết cả 4 thành viên yếu máu. Tuy nhiên, khi đang rút lui thì Zero đến sau thuận lợi lập một cú triple kill. Khi ấy, Băng Thường lúc xô sát đã chạy xuống đường bot đẩy trụ siêu cấp. Tuy kế hoạch không thành công, nhưng anh chàng lại tạo pha highlight outplay Gray. Là bóng sẽ thắng và bây giờ gần là cái trụ đường lính siêu cấp đầu tiên. Và ở đây thì
ở diễn biến tiếp theo, xe không phát tôm lần lượt lấy đi hai mục tiêu lớn và đẩy thẳng vào đường giữa. NTCC đứng quá cao bị Khoa hất ngược về phía sau nên mất mạng. Khi ấy Gray lại đang đứng quá cao để dọn lính và không thể về trợ giúp kịp thời. Thời cơ vàng được mở ra quá rõ ràng cho xe không phát tôm khi họ có cả lợi thế về mặt nhân sự lẫn trang bị. Họ công thẳng vào trụ nhà chính phía bóc và tiếp tục lặp lại chiến tích quét sạch cùng một điểm tiếp theo, dù cho lần này chỉ cần tới 10 phút. Sang ván đấu thứ 3, dù Sacha Phantom đang dẫn trước 2-0, nhưng họ thi đấu khá bó cẩn và không có tình huống xâm lăng nào trong giai đoạn đầu trận. Đến giữa phút thứ 3, 4 thành viên của bên phía bóc ép chặt xuống đường dưới, nhưng Red đã chủ động đứng khá sâu phía bên dưới nên bảo toàn được mạng của mình. Còn phía trên thì Bâng với con bài gian đã hợp lực cùng với Zero để ganh trọn vào Kuga, khiến anh chàng phải nằm lại. 2 phút sau, khi cấu được nửa cây máu của Red, Daim đã có một màn đột phá táo bạo là lao thẳng bão phi tiêu vào người của Red. Dù Khoa vẫn đang ở đó, kết quả là anh chàng đã thành công nhưng vẫn rút lui kịp thời với 10% máu. Được lợi thế về nhân sự nên bóc quay sang ăn rồng, phía bên Sài Gòn Phantom thì Bâng cũng ăn cả thần gỡ lại. Thời điểm 6 phút 40 giây, Zbot nổ ra một màn trao đổi chiêu thức khiến hai xạ thủ Spot đều yếu máu. NTCC đang trên đường rồng xuống ganh thì bị Fizz và Zero bắt lại phải nằm xuống. Đến giữa phút thứ 8, sau khi tiêu tốn khá nhiều thời gian để ép đường trên, nhưng không thành, các thành viên của bóc quyết định chuyển sang ăn rồng. Daim lại tiếp tục tỏa sáng khi anh chàng cấu máu tương đối đau vào vị trí của Khoa và kết thúc bằng một cú ăn tiêu mãn nhãn. Red may mắn sống sót nhờ sử dụng cầu băng xương. Điều này cũng dễ hiểu vì Saniel sẽ có thể dễ thở khi gặp Hazate cơ chứ. Sang phút thi đấu thứ 10, một pha solo kill giữa Daim và Bâng đã diễn ra. Lúc này Daim khá xanh xao và gần như thắng kèo thì gặp phải cú thế của Khoa nên chết ngược. Đồng thời lúc ấy Zero cũng chết ngược, thay vào đó khi can thiệp bóc ăn ta thần. Có được ta thần, các thành viên của bóc dồn cao thế trận và bảo đi từng trụ một bên phía đối thủ. Sang đến phút thứ 14, HTT trong tay Daim vẫn là một con bài quá khó chịu khi anh chàng lại cấu tiếp tục vào người Khoa và chỉ cần một cú ăn tiêu đến từ Tama đã khiến Khoa lên bảng đếm số. Sang phút thứ 16, bóc lui về ăn tà thần nhanh nhất có thể, nhưng Sacha Phantom đã có sự can thiệp. Kuga với con bài Murat lao tới ăn tiêu cấu máu, nhưng vừa hết chiêu thì bị Khoa gây khống chế và nằm lại trong vánh. Thiếu người nên bóc đành phải lùi về, nhưng một con bài di chuyển chậm như Ten của Tama đã không thể rút lui thành công. Họ đành phải nhường lại tà thần cho các thành viên của Sacha Phantom. Kể từ đây, gió bắt đầu đổi chiều, đến lượt các thành viên của Sài Thành chiếm thế thượng phong. Khi họ tràn lên trên, các thành viên của Bob cũng chống trả rất quyết liệt. Một màn sâu sát diễn ra mà người thiệt về nhân sự nhiều hơn lại là phía Bob, khi NTCC phải nằm xuống, còn Kuga thì mất đi giáp hộ mệnh. Tuy nhiên, Sài Gòn Phantom có phần hơi nóng vội khi tràn vào mid của bên phía Bob. Hậu quả là Bâng phải nằm xuống, mà trụ siêu cấp thì vẫn còn nguyên. Nhịp độ trận đấu lại giãn ra thêm vài phút. Trong những diễn biến tiếp theo, cả hai đội di chuyển khá dè dặt và chủ yếu chỉ lấy tầm nhìn để chớp thời cơ. Nút thắt của trận đấu nổ ra vào thời điểm 24 phút 45 giây khi Daim cố gắng kết liễu Khoa và ngay lập tức một màn combat hỗn loạn nổ ra. Chiến thắng nghiêng về phía Sega Phantom là quá rõ rệt khi họ còn 4 thành viên trong khi bóc chỉ còn 1. Dù cho các thành viên của chiếc hộp đã hồi sinh kịp thời, nhưng một pha bất cẩn của Daim khi trích bụi đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Mất xạ thủ và cả tà thần bóng tối, bóc bật lực nhìn Sài Gòn Phantom xâm sập tiến vào nhà chính và kết thúc lượt trận bằng 3 điểm tròn trĩnh. Nhìn chung, Sài Gòn Phantom đã làm khá tốt trong 3 ván đấu vừa qua. Dù chưa đang thua thiệt về mặt lợi thế, nhưng họ luôn biết cách tạo ra những tình huống có lợi để cỡ gạt lại, đặc
biệt là có khả năng kiểm soát giao tranh khá chặt chẽ, khiến những màn combat không bị dân quá sâu. Nhưng dù kết quả ngày hôm nay có ra sao đi chăng nữa, thì cả hai đội tuyển đều vẫn đang chắc suất trong top 4. Chúc cho Saigon Phantom sẽ giữ phong độ này cho đến hết mùa giải và cũng chúc cho đội tuyển bóc sẽ đạt được những thành tích tốt hơn. Và đó là những nhìn nhận của mình về trận đấu giữa Saigon Phantom và bóc. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Bóc Liên Quân để chúng mình có thể tiếp tục ra những video chất lượng hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.